Chào các bạn, thì mình tên là Sơn, thì mình là giảng viên của khóa lập trình minh họa và vẽ chân dung portrait. Thì nếu mà các bạn có học những khóa đó thì các bạn sẽ quen với cái giọng của mình ha. Thì cơ duyên mà mình biết đến DA á, thì trước đây á, thì mình có làm về dạy vẽ luyện thi đại học. Mình có biết đến Đệ là giảng viên của khóa Flat Art. Hai anh em cũng có quen biết với nhau bởi vì học cùng trường. Xong rồi Đệ rủ mình đi cà phê để mà nói về một cái dự định là có thể làm về những khóa về vẽ chân dung. Thì ban đầu thì mình cũng hơi lo lắng bởi vì hồi giờ thì cũng chưa bao giờ tiếp xúc với cái việc là phải quay khóa học, quay video. Hồi giờ thì mình đi dạy vẽ chì thì vẽ trực tiếp thôi. Thì nó cũng làm cho mình một chút cái lo lắng là không biết là ví dụ như các học viên sẽ đón nhận như nào hoặc là cách làm như nào. Nhưng mà khi qua thì Đệ và đội ngũ của DA cũng đã hướng dẫn mình rất là cặn kẽ, cụ thể mình quay như thế nào, rồi mình sắp xếp các cái nội dung cho án như thế nào. Thì khi đó mình cảm thấy dễ dàng trong việc mà mình làm khoa học hơn. Và khi đó thì mọi thứ nó cứ dễ dàng hơn ha, nhờ đội ngũ DA. Điều gì khiến anh nghĩ là anh sẽ hợp tác để làm một cái lộ trình vẽ minh họa? Điều gì khiến hợp tác? Đầu tiên chắc chắn là ở cái niềm tin đó, là DA có một cái đội ngũ sửa bài và support học viên rất là nhiệt tình. Thì khi đó các bạn sẽ có thể hiểu được, ví dụ như anh truyền tải cái nội dung A, nhưng mà chắc chắn là với một cái khối lượng học viên lớn thì anh không thể nào anh có thể hướng dẫn hết hoặc là theo sát hết. Thì các bạn, cái đội ngũ trợ giảng sẽ là cái đội ngũ mà nó giống như là chính là mình phân thân ra vậy. Vậy nên là cái đội ngũ đó nó cần cái sự gọi là support rất là tận tình. Bởi vì các bạn học viên mới học thì họ sẽ rất là có nhiều cái câu hỏi, nhưng mà đôi lúc họ sẽ ngại. Bởi vì anh cũng là một người từng bắt đầu học vẽ mà, mình cũng ngại hỏi nhiều cái nó đơn giản, vậy nên mình sợ hỏi sẽ bị thầy cô hơi la xíu, cái này dễ quá mà sao em cứ hỏi hoài nhỉ. Nhưng mà ở DA thì các bạn sẽ cố gắng luôn luôn tận tình để mà giúp cho các bạn, bởi vì ai cũng biết là cái lúc ban đầu lúc khó khăn nhất để cho cái bánh xe nó chạy được. Khi mà nó chạy rồi thì các bạn sẽ dễ dàng hơn. Thì mình nghĩ đó là cái đầu tiên mà mình thích làm ở DA về khóa học, là bởi vì cái đội ngũ sửa bài rất là tận tình và support các bạn tốt, sẽ giúp cho các bạn đi những cái bước đầu tiên đơn giản trước, rồi sau đó các bạn mới có thể tự chạy đi được. Ok, anh đánh giá sao về những cái bạn học viên trẻ mới đầu, kiểu những cái bạn mới, các bạn mới bắt đầu đúng không? Thì thật sự là mình cũng phải gọi là cũng rất là thán phục các bạn thật sự. Bởi vì các bạn chỉ mới là những người bắt đầu, chưa bao giờ biết vẽ, nhưng mà chỉ qua một khóa ngắn tầm mười mấy buổi thôi mà các bạn cũng đã cố rất là gọi là tiếp thu được và chịu khó sửa bài, chịu khó làm bài, và các bạn vẽ rất là nhanh hơn anh hồi xưa rất là nhiều. Thật sự là như vậy, các bạn thật sự rất là giỏi. Các bạn trẻ bây giờ thật sự học rất là nhanh luôn, rất là nhanh luôn. Lời đầu tiên á, thì anh cảm ơn tất cả những cái học viên đã học ở khóa anh hoặc là những học những khóa của các giảng viên khác ở DA. Thì cảm ơn các bạn là những người giúp cho tụi anh có nhiều cái động lực để mà làm khóa học và cố gắng update ha. Bởi vì các bạn chịu khó nhận lấy kiến thức từ đội ngũ giảng viên thì tụi anh cũng sẽ rất là muốn để mà làm những khóa học. Thì khi đó cái động lực nó trao đổi lẫn nhau. Thì anh rất là cảm ơn các bạn đã đăng ký và học ở DA, ở khóa anh hoặc là những khóa của các cái giảng viên khác. Cái lời tiếp theo á, thì anh mong á là các bạn luôn luôn có những cái phản hồi để cho giảng viên có thể hiểu là các bạn đang bị khó khăn cái gì. Bởi vì tuy á là tụi anh có tìm hiểu là những người mới bắt đầu vẽ sẽ khó khăn gì, nhưng mà mỗi thời đại nó sẽ mỗi khác. Vậy nên á, anh muốn là các bạn có thể hãy cứ thoải mái phản hồi để cho tụi anh biết là các bạn bị khó khăn gì ha. Và cái lời thứ ba anh muốn chúc các bạn á, là hy vọng á, là qua những khóa học ngắn như này sẽ giúp cho các bạn có được cái niềm yêu thích với cái môn vẽ. Bởi vì cái thời đại bây giờ nó có rất là nhiều những cái giải trí, rất là nhiều những thú vui khác nhau, nó làm cho mình bị phân tâm rất là nhiều. Vậy nên là nếu mà các bạn có niềm yêu thích với vẽ thì hy vọng là qua những khóa học sẽ giúp cho các bạn phát triển được hoặc là khơi gợi được cái cảm hứng vẽ của các bạn. Và chúc các bạn vẽ được những bức tranh như các bạn mong muốn.
có thể là để các bạn thỏa mãn những cái gọi là những cái ý tưởng trong đầu các bạn, hoặc là các bạn có thể xin được những cái công việc mà các bạn muốn về ngành vẽ. Thì đó là ba cái mà anh muốn chúc các bạn.